cái họp lớp, hay là mình cũng chả biết về cái những cái kỷ niệm nuối tiếc mình không hề biết và mình không hề được trải nghiệm về những vấn đề đó. Nhiều khi mà mình thấy các bạn chụp kỷ yếu rồi quay video rồi cùng nhau đi chơi này nọ, mình cảm thấy ghen tị lắm, mình không có những điều đó. Cho nên là hiện tại khi mình đang học đại học, mình cố chơi với những người bạn nhiệt tình hết sức có thể để mà mình có thể cùng họ tạo ra những cái kỷ niệm để bù đắp lại những cái năm qua mà mình không có bỏ ghét gì đó. Quay lại với cái câu chuyện của mình á, không biết là các bạn có cái cảm giác giống như mình hay không, thì cái cảm giác của mình lúc đó nó cũng giống như năm lớp 6 vậy mấy bạn ơi, nó cũng cực kỳ tồi tệ luôn. Nhưng mà nó khác ở một chỗ là mình biết đứng lên mình đấu tranh, và kết quả là mình còn một người bạn duy nhất, và cái người bạn của mình cũng bỏ cuộc và bỏ mình đi. Thì bạn nó cũng bị những cái hoàn cảnh giống như mình, nhưng mà bạn bị nặng hơn mình luôn, bạn bị ghét kinh lắm, ghét cùng ghê hơn mình đó. Và cái kết quả là khiến bạn phải chuyển trường và đi về quê học cho đến tận bây giờ luôn. Mình xin được giấu tên nha, nhưng nếu như bạn có coi video này thì chắc cũng nhận ra rồi. Lúc đó mình cảm thấy mình lại mất đi một thứ gì đó, trời ơi cảm thấy cực kỳ tồi tệ luôn. Nhưng mà lúc đó mình không buồn đâu nha, lúc đó mình cố gắng mình học thiệt là giỏi luôn, để mà họ nhận thấy rằng là ngoài những cái mặt đó thì mình còn học rất giỏi, và họ không thể nào xem thường mình được. Thật sự nghiêm túc luôn á, đang rất nghiêm túc. Lúc đó thì đang học cấp 2, lớp 9 thì mình có thi chuyển cấp lên cấp 3. Thì ở đó, hồi đó là có hai trường chuyên, Long Khánh và Lương Thế Vinh. Thì sức của mình thì mình chọn Long Khánh. Lúc mà ghi nguyện vọng á nha, thì có nhiều bạn nghĩ là mình thi không được, sao mà đậu được. Lúc đó mình cũng nghĩ sao mình đậu được, nhưng mà mình vẫn thi. Mình thi vào Long Khánh, lúc đó điểm lấy hình như hơi cao ấy, mình còn không phải bảy mấy nữa mình mới đậu. Thì lúc đó mình rớt trường chuyên và mình qua học một trường tư đối diện trường chuyên. Thì trường tư này cũng đâu có thua gì trường chuyên đâu, trường này cũng rất là nổi tiếng nha. Thì mình ra đó học, và lúc đó mình nghĩ là mình sẽ thấy được những con người xấu xa, đê tiện, mình đã thoát được họ. Và mình càng mừng hơn khi mình biết họ không học chung trường với mình. Có một chuyện nữa, lúc đó mình đi thi học sinh giỏi, thì lớp 9 thì thường sẽ có những cái kỳ thi học sinh giỏi đúng không? Lúc đó thì mình chả biết mình thi môn gì hết, tại lúc đó mình môn nào mình cũng đều hết. Duy nhất chỉ có môn toán thì mình hơi kém một xíu thôi, nhưng không đến nỗi là tệ. Còn thi môn hóa, ok, nhớ lại môn hóa. Nhưng mà mình không bao giờ mình chọn cái gì mà suôn sẻ hết, kiểu việc gì của mình cũng phải có một tai ương gì đó. Thì lúc đó cô nói là hóa bây giờ chỉ có một mình em ôn thôi, nên là cô không mở lớp luyện được, thôi là em chọn môn khác đi. Đấy, lúc đó mình buồn cực luôn, lúc đó mình rất là thích hóa luôn á. Lúc đó mình sau đó mình được một cô giáo viên bộ môn đệ ngỏ lời, nói là thôi em đi thi môn địa của cô đi. Thì lúc đó mình nghĩ môn địa là một cái môn phụ, một cái môn mà không nằm trong cái chuyên môn để mà mình ôn cấp 3. Nhưng mà lúc đó mình kiểu đi học á, mình không có niềm vui, là chỉ có học là niềm vui lớn nhất của mình, nên mình quyết định là mình sẽ ôn, và mình ôn với những bạn giỏi như mình. Và hai bạn đó thì cực kỳ hiền luôn. Lúc đó mình cảm giác như là trời ơi, đâu phải thế gian này, đâu phải ai cũng ghét mình, vẫn còn người rất là thích mình mà, tại sao mình lại không đi tìm họ. Thì lúc đó mình rất là thân với hai bạn mà cùng luyện môn địa với mình. Thì chuyện gì tới cũng tới, tới tay của những người bạn xấu xa. Họ biết mình đi thi môn địa, và họ nghĩ mình không có năng lực, họ nghĩ mình dở. Lúc đó là nói chung là mình ghét thì mình làm cái gì, người ta ghét mình thì mình làm gì người ta cũng ghét. Mặc dù là thành tích học tập của mình ở trên lớp cao hơn họ rất nhiều, thì nó là cao hơn rất nhiều. Lúc đó mình quyết tâm là nếu như mà đợt này mình đi thi mà mình không có giải thì xấu hổ lắm. Xong rồi mình cố gắng mình học, và kết quả là mình đạt giải ba,
không để để mình để giấy khen cho mọi người coi nhé. À, lúc đó mình cảm giác mình rất là vui, nhưng mà số phận của mình rồi các bạn ơi, niềm vui đến chưa được bao lâu thì niềm bất hạnh lại tới. À, lúc đó cái bạn học giỏi chung với mình trong một lớp á, thì trong lớp mình có hai bạn giỏi, thì mình và bạn ấy thi môn văn và mình thi môn địa, kết quả là bạn đó bị rớt môn văn. Thì lúc đó có nhiều, rất là nhiều lời đồn nói là tại mình mà bạn ấy rớt. Ú quá trời héo, ủa gì vậy, mình thi môn địa và bạn ấy thi môn văn, mình không hề được gặp bạn ấy trong phòng thi, làm sao mình có thể nào hại bạn đó để bạn nó rớt môn, đúng không nè. Lúc đó kiểu mọi người đang rất là thương hại cái bạn rớt á, bạn kiểu bạn buồn bạn khóc á, mà mình thì mình cứ vui vẻ á, kiểu thấm đó người ta tự bị chuyện là mình cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà mình không hề cười trước mặt bạn đó. Lúc đó cô báo thì mình cười với cô, ủa vậy mà cũng bị ghét hả, what the hell. Nhưng mà lúc đó thiện lắm luôn á, ai nói gì nói mình cứ thôi, chắc người ta hiểu lầm, chắc người ta không thích mình nên người ta nói vậy. Trời ơi, đến bây giờ mà ai thử ai nói như vậy coi, mình không cào bạn đó là thôi á. Trời ơi, bây giờ mình kể lại mình vẫn còn rất là uất luôn ấy, không hiểu sao lại có thể nghĩ như vậy luôn á. Kiểu như là các bạn có thể đóng vai xấu mà đóng nhiều tập được hay thiệt luôn á. Bởi người ta mới nói là để mà tìm một người bạn thân tri kỷ với mình, một người bạn thực sự hiểu mình và một người bạn trung thành với mình rất khó, tìm rất khó, rất rất khó luôn. Nên là nếu như các bạn đã tìm được người trong mộng, người tri kỷ, người bạn thân, thì hãy giữ họ thật chặt nha, và đừng để buông tay họ. Người ta nói là có mà không biết giữ thì mất đường tìm, riêng mình không có. Thì sau những cái khó khăn như vậy, mình học được rất là nhiều thứ. Mình học được cách tha thứ, mình học được cách bao dung, và mình học được cách nói chuyện, cũng như là mình học được cách quan tâm đến cảm xúc người khác hơn khi mà mình nói những câu mà không hay. Đến bây giờ thì mình cũng khá là hoàn thiện về cách cư xử cũng như là lối sống, khá hoàn thiện thôi nha, chứ mình còn rất là nhiều thiếu sót luôn. Đến bây giờ thì mình có thể kiềm chế được một phần nào đó cái tính thẳng thắn của mình. Thì đối với những người bạn mà mình thực sự thân á, thì mình mới nói thẳng những thứ mà mình không hài lòng về bạn ấy, hoặc là những điều mình không thích và mình muốn bạn ấy thay đổi. Và mình sẽ không nói những điều thẳng thắn đó với những người mình không thân. Đối với những người mà mình chỉ dựa trên mối quan hệ xã giao ấy, thì chỉ là thân thiết ở một mức độ nào đó thôi. Và khi mà họ cần mình giúp về những gì đó thì mình có thể giúp. Nhưng mà những vấn đề về cá nhân, những vấn đề về riêng tư thì mình sẽ không chia sẻ với người đó. Nói chung là cho đến bây giờ thì những chuyện như vậy mình cảm thấy là uất ức cho đến bây giờ luôn. Và nếu như mà những người bạn mà đã từng làm những chuyện không hay với mình trong quá khứ, thì mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đối với các bạn. Dẫn cho cảm ơn thiệt á. Nhờ các bạn mà mình biết là đâu là xấu, đâu là tốt. Nhờ các bạn mà mình cố gắng hơn, mình cố gắng học hơn, để đến bây giờ thì mình có những kết quả cũng khá là ổn định, cũng khá là hài lòng. Và mình cảm thấy là nhờ các bạn mà mình nỗ lực hơn rất nhiều. Nếu như người ta nỗ lực 1 thì nhờ các bạn mình nỗ lực 10. Có lẽ câu chuyện của mình sẽ động đến trái tim của bạn. Và mình nghĩ là tẩy chay không có gì xấu cả. Vấn đề là bạn chưa biết cách hoàn thiện bản thân mình thôi. Hãy coi đó là một cái nền tảng để mà bạn thay đổi bản thân mình càng ngày càng tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn và trưởng thành hơn. Và bạn đừng nghĩ là tẩy chay là một việc gì đó hết sức khó khăn mà bạn không thể vượt qua. Hãy tin mình, bạn sẽ vượt qua thôi. Mình đã vượt qua được thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua. Không những vượt qua được mà còn trưởng thành hơn và đạt được nhiều điều thú vị hơn nữa. Nhưng mà mình dặn các bạn nè, nếu như các bạn có bị như vậy thì đừng bỏ học nha. Học vẫn tốt nhất cho bản thân. Học thì mình có thể có những nền tảng kiến thức, có những cái nền khi mà mình ra đời ấy,
mình dễ dàng hòa dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống, và mình không phải bị lơ tơ mơ khi mà mình gặp những vấn đề mới mà mình không thể giải quyết được. Ok, có lẽ nhiều bạn nghĩ mình, ôi mình là từng là một đứa bị tẩy chay, mình từng là một đứa này nọ, cho nên nó có rất là nhiều người bị ghét, hay là nó có rất là nhiều điểm xấu nên là bị người ta ghét. Không đâu mấy bạn ơi, các bạn thử nhìn đi, những cái bạn mà từng bị tẩy chay ấy, họ sẽ thấu hiểu bạn nhiều hơn, tại vì họ nghĩ họ đã từng bị người ta ghét, họ đã từng bị xuống vực sâu như thế nào, thì họ sẽ không để bạn như vậy nữa. Tin mình đi, hãy thử tìm một người bạn mà có quá khứ như mình đi, bạn sẽ học được nhiều điều, rất rất nhiều điều từ người đó, và họ sẽ cho bạn những cái kinh nghiệm, những cái sự trải đời để mà bạn vượt qua những khó khăn. Và một trong những lý do hiện tại mình đang học ngành tâm lý học giáo dục là do mình muốn giúp đỡ những đứa trẻ giống như mình hồi đó vậy. Phải chi hồi đó mình có một nhà tâm lý học giáo dục nào đó có thể giúp mình những vấn đề như vậy, và mình sẽ giúp những người bạn như thế. Những bạn nào đã từng bị tự kỷ hoặc đã và đang bị tự kỷ, hãy tìm đến mình. Mình sẽ giúp đỡ các bạn hết sức có thể, hoàn toàn free mà không lấy bất cứ gì hết. Thực ra là mình học cái ngành tâm lý học giáo dục này mình mới biết là hồi đó mình bị tự kỷ, chứ thật ra là hồi đó mình không biết mình bị tự kỷ đó mấy bạn à. Nhưng mà cũng hay là mình không bị gì hết, chứ không là bây giờ mình đã không nói về những câu chuyện này cho các bạn nghe rồi. Có lẽ là video này rất rất là dài rồi, và mình sẽ kết thúc video tại đây. Có thể video này sẽ là một video kể về câu chuyện của mình, và mình không hoàn toàn kể nhiều những giải pháp để các bạn thoát khỏi sự những vấn đề của cuộc sống. Thì những vấn đề đó thì chỉ có một mình bản thân bạn vượt qua thôi. Không ai có thể chỉ bạn cách như thế nào cả, chỉ có những người đồng cảm thôi. Hãy tự tin, bình tĩnh, đối diện với những khó khăn trước mắt nhé. Nếu như có khó khăn, hãy IP trực tiếp Facebook của mình. Nếu như các bạn thấy video này thật sự hữu ích với các bạn, thì hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye. Vấn đề ở là bạn chưa biết cách hoàn thiện bản thân mình thôi. Hãy coi đó là một cái nền tảng để mà bạn thay đổi bản thân mình càng ngày càng tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn và trưởng thành hơn. Và bạn đừng nghĩ là tẩy chay là một việc gì đó hết sức khó khăn mà bạn không thể vượt qua. Hãy tin mình, bạn sẽ vượt qua thôi. Mình đã vượt qua được thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua. Không những vượt qua được mà còn trưởng thành hơn và đạt được nhiều điều thú vị hơn nữa. Nhưng mà mình dặn các bạn nè, nếu như các bạn có bị như vậy thì đừng bỏ học nha. Học vẫn tốt nhất cho bản thân. Học thì mình có thể có những nền tảng kiến thức, có những cái nền khi mà mình ra đời á, mình dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống, và mình không phải bị lơ tơ mơ khi mà mình gặp những vấn đề mới mà mình không thể giải quyết được. Ok, có lẽ nhiều bạn nghĩ mình, ôi mình là từng là một đứa bị tẩy chay, mình từng là một đứa này nọ, cho nên nó có rất là nhiều người bị ghét, hay là nó có rất là nhiều điểm xấu nên là bị người ta ghét. Không đâu mấy bạn ơi, các bạn thử nhìn đi, những cái bạn mà từng bị tẩy chay ấy, họ sẽ thấu hiểu bạn nhiều hơn, tại vì họ nghĩ họ đã từng bị người ta ghét, họ đã từng bị xuống vực sâu như thế nào, thì họ sẽ không để bạn như vậy nữa. Tin mình đi, hãy thử tìm một người bạn mà có quá khứ như mình đi, bạn sẽ học được nhiều điều, rất rất nhiều điều từ người đó, và họ sẽ cho bạn những cái kinh nghiệm, những cái sự trải đời để mà bạn vượt qua những khó khăn. Và một trong những lý do hiện tại mình đang học ngành tâm lý học giáo dục là do mình muốn giúp đỡ những đứa trẻ giống như mình hồi đó vậy. Phải chi hồi đó mình có một nhà tâm lý học giáo dục nào đó có thể giúp mình những vấn đề như vậy, và mình sẽ giúp những người bạn như thế. Những bạn nào đã từng bị tự kỷ hoặc đã và đang bị tự kỷ, hãy tìm đến mình. Mình sẽ giúp đỡ các bạn hết sức có thể, hoàn toàn free mà không lấy bất cứ gì hết. Thực ra là mình học cái ngành tâm lý học giáo dục này mình mới biết là hồi đó mình bị tự kỷ, chứ thật ra là hồi đó mình không biết mình bị tự kỷ đó mấy bạn à. Nhưng mà cũng hay là mình không bị gì hết, chứ không là bây giờ mình đã không nói về những câu chuyện này cho các bạn nghe rồi.
Có lẽ là video này rất rất là dài rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Có thể video này sẽ là một video kể về câu chuyện của mình và mình không hoàn toàn kể nhiều những giải pháp để các bạn thoát khỏi sự những vấn đề của cuộc sống. Thì những vấn đề đó thì chỉ có một mình bản thân bạn vượt qua thôi. Không ai có thể chỉ bạn cách như thế nào cả, chỉ có những người đồng cảm thôi. Hãy tự tin, bình tĩnh, đối diện với những khó khăn trước mắt nhé. Nếu như có khó khăn, hãy IP trực tiếp Facebook của mình. Nếu như các bạn thấy video này thật sự hữu ích với các bạn, thì hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye.